treo quảng cáo ở cột điện có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo nghị định, đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo, hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền và đình chỉ hoạt động có thời hạn. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có mức phạt khác nhau. Nhưng mức phạt tiền tối đa với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Cụ thể, nghị định quy định biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 2 năm đến 30 triệu đồng. Mức phạt trên cũng áp dụng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận, phạt tới 3 triệu đồng nếu bán vé tham dự lễ hội. Về tổ chức lễ hội, nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng đối với một trong các hành vi sau: thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định, nói tục chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội, mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu bán vé, thu tiền tham dự lễ hội không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội di tích, quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên bị phạt tới 70 triệu. Về lĩnh vực quảng cáo, nghị định quy định phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: 1. Quảng cáo thuốc lá. 2. Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. 3. Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Bình bú và bú ngậm nhân tạo. 4. Quảng cáo thuốc kê đơn. Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc. Thuốc không có thời hạn đăng ký lưu hành. 5. Quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác. Đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, trừ trường hợp quy định tại điểm D khoản 3, điểm B khoản 5 và điểm B khoản 8 điều 12 nghị định số 100/2019 ngày 30/12/2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, và tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: quảng cáo việc chẩn đoán lựa chọn giới tính phôi thai nhi, quảng cáo môi giới việc hiến nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại